Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 4041, một tướng công thành vạn cốt, Thạch Lâm thành sôi động. Viên Thiết Tâm thấy Sĩ Luyện nhìn mình như kẻ bị bệnh thần kinh, không nhịn được bật cười nói. Ngay vài phút trước, Linh Dực dẫn dắt quân đoàn NTC bậc 3 của Thạch Lâm thành đánh bại toàn bộ Hắc Ám Đại Thế Giới, hội trưởng Lê Minh bá nghiệp của bá đạo thiên hạ đại biểu cho Hắc Ám Đại Thế Giới tuyên bố lui về Hắc Ám Đại Thế Giới, mà cửa truyền tống Hắc Ám Đại Thế Giới hiện tại cũng bị Linh Dực khống chế rồi đánh bại toàn bộ hắc ám đại thế giới. Lão viên, ngươi đang trêu ta à? Xí sí luyện nhìn viên thiết tâm, không khỏi nói với vẻ kinh thường. Ngôn ngữ của viên thiết tâm không có bất kỳ dấu giếm gì, thanh âm cho dù là người chơi khác cũng nghe được, trong nhất thời toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đều biến thành một mảng xôn xao. Ai nấy nhìn viên thiết tâm, lộ ra bộ dạng ta tin ngươi mới là đồ ngốc. Hắc ám đại thế giới cường đại cỡ nào? có thể nói căn bản không phải là một thế lực nào trong thần vực có thể đối kháng. Mà linh dực thì sao? Tuy linh dực có không ít NTC bậc 3, nhưng số lượng cũng không đến 600 mà thôi, 600 NTC bậc 3 muốn ngăn cản hơn 3 vạn cao thủ bậc 3, căn bản chính là nằm mơ, cho dù là tính tất cả cao thủ bậc 3 của toàn bộ Thạch Lâm thành vào, cũng không thể làm được. Càng đừng nói nội tình của thế lực hắc ám phi phàm, tùy tiện lấy ra một số cũng đủ để tiêu diệt hàng tuyền đại xâm lâm 10 rồi, linh dực có đức hạnh tài năng gì mà có thể đánh bại toàn bộ hắc ám đại thế giới ta biết ngươi không tin hay là ngươi tự xem đi ở đây có video chiến đấu tử quỳnh quay lại viên thiết tâm đối với thái độ của sĩ luyện cũng không nhịn được mà lắc đầu kỳ thật hắn cũng không tin nhưng sự thật thắng hùng biện hắn không thể không tin lập tức sĩ luyện ấn mở video chiến đấu viên thiết tâm phát đến yên tĩnh trầm mặc trung động Nhìn đại quân hơn ngàn NPC bậc 3 miễu sát mấy ngàn người chơi cao thủ bậc 3 trong hình ảnh, sau đó Thạch Phong một kiếm đánh bay triệu hoáng thú truyền kỳ bậc 4 cấp 115, chấn nhiếp mấy trăm vạn cao thủ của Hắc ám đại thế giới. Sao có thể? Sĩ Luyện nhìn hình ảnh chiến đấu, trong nhất thời cũng có chút không tin vào hai mắt của mình. Mấy trăm vạn cao thủ của Hắc ám đại thế giới đó. Còn có có mấy chục chiến lực bậc 4 và mấy ngàn NPC hộ vệ bậc 3 như vậy cũng thua. Nhưng mà không lâu sau, trong đại sảnh lại đột nhiên có một đám người chơi thần sắc vội vàng vào, ai nấy đều lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Các vị, tin tức lớn. Tin tức rất lớn. Linh Dực trước đó không lâu đã đánh lui toàn bộ hắc ám đại thế giới, hơn nữa nắm giữ cửa truyền tống của hắc ám đại thế giới rồi. Theo một đám người chơi đi vào đại sảnh kích động tuyên bố tin tức Linh Dực đánh bại hắc ám đại thế giới, mọi người vốn còn hoàn toàn không tin lời nói của viên thiết tâm lúc này đều ngây đơ đùa à không ngờ là thật sao linh dực có thể thắng được đó chính là cao thủ của một đại thế giới thiên cơ các một bộ phận cổ phần của thạch lâm thành cũng không phải là bí mật gì cho nên viên thiết tâm rất có khả năng là vì tạo thế cho linh dực mới lừa bọn họ nhưng hiện tại người chơi vào lại khác những người này đều là người chơi tự do hơn nữa ai nấy đều là hạng người tin tức linh thông ở thạch lâm thành rất nhiều thành viên đoàn mạo hiểm của thạch lâm thành đều biết những người này cộng thêm không có liên quan gì tới linh dực độ đáng tin của lời nói ra là rất cao hơn nữa một điểm quan trọng nhất là như vậy cũng giải thích được vì sao các thế lực siêu cấp lại đột nhiên thay đổi thái độ ai nấy đều muốn giao hảo với linh dực cho dù ở đây vẫn còn rất nhiều người bán tính bán nghi nhưng bản thân tin tức này cho dù có có thể là lừa người hoặc là nói hoa, ít nhất linh dực khẳng định đã làm gì đó mới khiến các thế lực siêu cấp đột nhiên thay đổi thái độ. Có thể nói chỉ là chuyện này đã đủ để khiến tất cả mọi người ở đây phải kinh ngạc và rung động rồi. Không có các thế lực siêu cấp âm thầm quấy rối, dựa vào phòng ngự và ưu thế thiên nhiên của thạch lâm thành, cho dù là người chơi của hắc ám đại thế giới muốn đánh hạ sợ rằng cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Mà trong đoạn thời gian này, bọn họ cũng có thể an tâm phát triển ở thạch lâm thành có thể phát triển thêm một ngày cũng nhanh hơn người chơi ngoại giới không ít rồi. Lần này may mà chúng ta không làm ra chuyện xung động gì, có điều đúng là không ngờ nội tình của linh dực có thể mạnh đến mức này, lần này sợ rằng diễm quan của ác ma chi tâm phải rầu tới thối ruột rồi. Nam tử hung hãn của xích đế công hội nhìn thành viên ác ma chi tâm sớm đã rời khỏi, cười khổ nói. Ác ma chi tâm khiến người ta kiên kỵ chính là vì diễm quan nắm giữ cửa truyền tống hắc ám đại thế giới có thể nói đây là ác chủ bài lớn nhất của Diễm Quang, cho dù là năm công hội siêu cấp lớn cũng phải kiên kỵ, bằng không ác ma chi tâm cũng sẽ không sống thoải mái như vậy ở thập thánh đế quốc. Nhưng lần này hành động đòi lại mặt mũi công hội và chấn nhiếp các thế lực lớn của thập thánh đế quốc đã ngâm nước nóng rồi. Thậm chí có thể nói là ngược lại thành toàn cho Linh Dực. Khiến Linh Dực danh lợi song thu. Đánh tan toàn bộ hắc ám đại thế giới, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền khắp toàn bộ thần vực đại lục, đây chính là chuyện mà các thế lực siêu cấp cũng không làm được, nhưng Linh Dực lại làm được, cho dù là dựa vào lực lượng của một lượng lớn NPC bậc 3, nhưng đây cũng là lực lượng của Linh Dực. Hơn nữa cộng thêm Linh Dực đã nắm giữ cửa truyền tống của Hắc ám đại thế giới, tương lai cho dù là người chơi bình thường cũng có thể nhìn ra được Linh Dực sẽ nên đón một thời kỳ phát triển lớn, thậm chí trực tiếp nhảy lên trở thành một thế lực siêu cấp nữa trong thần vực. Mà thủ phạm thúc đẩy tất cả chính là diễm quang của Ác Ma Chi Tâm đúng vậy ác ma chi tâm không có trợ lực to lớn hắc ám đại thế giới này sau này lăn lộn ở ở thập thánh đế quốc sẽ rất khó huyễn ngữ gật đầu không thể không nói lần này ác ma chi tâm là trộn gà không thành còn mất nắm gạo vốn hắc ám đại thế giới mở ra sẽ khiến thần vực đại lục nên đón một biến hóa thế cục chưa từng có nhưng hiện tại cửa truyền tống bị linh dực nắm giữ hơn nữa linh dực còn thu phí ra vào khẳng định sẽ khiến người chơi hắc ám tiến vào thần vực đại lục giảm mạnh đây chắc chắn là muốn lấy mạng của ác ma chi tâm sợ rằng trong một đoạn thời gian tương đối dài ác ma chi tâm cũng phải nhúng mình mà làm người có điều lần này huyễn ngữ ngươi cũng có công lớn bởi vì lần này các nguyên lão phán đoán sai lầm đối với thế cục hơn nữa thiếu chút nữa thì tạo thành sai lầm lớn hội trưởng cũng thu hồi được không ít quyền quản lý ngay vừa rồi hội trưởng đã hạ lệnh hy vọng ngươi có thể đại biểu xích đế công hội bàn chuyện hợp tác với linh dực tốt nhất là có thể trường kỳ thuê lấy một số khách phòng của lữ điếm tự do, về phần tiền và tài liệu đều không phải là vấn đề. Nam tử hung hãn nhìn huyển ngữ, chúc mừng. Hội trưởng đúng là làm khó người ta, hiện tại Linh Dực đã đánh bại toàn bộ hắc ám đại thế giới, sợ rằng không có thế lực nào không muốn có được một lượng lớn khách phòng của lữ điếm tự do, càng đừng nói là thuê trường kỳ. Huyển ngữ cười khổ nói. Hàng tuyền đại xâm lâm này đã không còn sự uy hiếp của hắc ám đại thế giới, cộng thêm thánh địa đề thăng thạch lâm thành này, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành thánh thành mà các thế lực lớn và người chơi tự do bên đông đại lục hướng tới, đến lúc đó có thể vào thành hay không cũng là một vấn đề, càng đừng nói thuê khách phòng của lữ điếm tự do. Mà sau khi các thế lực siêu cấp ở đại sảnh tầng 1 của lữ điếm tự do kết thúc gặp mặt không bao lâu, tin tức linh dực đánh tan toàn bộ hắc ám đại thế giới cũng được nổ ra, trong nhất thời chấn động toàn bộ thạch lâm thành, mà tin tức này cũng nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh khiến những người chơi thấy tình thế không ổn mà rời khỏi Thạch Lâm Thành đều hối hận không thôi. Mẹ kiếp! Thế cũng được à! Linh Dực đúng là quá trâu, ngay cả toàn bộ hắc ám đại thế giới cũng không làm gì được Linh Dực, sau này ai còn có thể đối phó Linh Dực nữa. Thạch Lâm Thành Đúng là một nơi không tồi để tới. Các thế lực lớn và cao thủ tự do nhận được tin tức trong nhất thời đều muốn tới Thạch Lâm Thành phát triển. Trước tiên không nói Thạch Lâm Thành vốn ở trên bản đồ trung lập cấp 100 đã rất tiện, hiện tại ngay cả toàn bộ hắc ám đại thế giới cũng không thể lay động được linh dực, khiến Thạch Lâm Thành lại vững như Thái Sơn. Mọi người tất nhiên cũng không cần lo lắng tới phiền phức và không ổn định khi phát triển ở Thạch Lâm Thành. Dẫu sao thời buổi này muốn an ổn thật sự rất khó, cho nên ai nấy mới phát triển ở thành thị NPC, như vậy đầu tư của mình mới không thành giỏ trúc mút nước. Mà thực lực của Linh Dực đã có được khẳng định, như vậy Thạch Lâm Thành tất nhiên càng không cần phải nói, ít nhất trong một đoạn thời gian khá dài, không có thế lực nào có thể làm gì được Thạch Lâm Thành, thời gian này đã đủ khiến bọn họ thu hồi tất cả đầu tư ở Thạch Lâm Thành rồi. Trong nhất thời lại thấy người chơi của các đế quốc và vương quốc lớn bắt đầu chen chúc tới Thạch Lâm Thành, nhân số nhiều hơn lúc Thạch Lâm Thành vừa tấn thăng thành thành thị trung cấp tới hơn 10 lần, hơn nữa nhân số gia nhập linh vực công hội lại đạt tới con số chưa từng có, tới hai ba vạn người báo danh ở các phân bộ của linh dực không ít người chơi cao thủ có thể đạt tới tầng thứ 5 của tháp thí luyện phát triển như vậy khiến đám người thủy sắc sắc vi và bạch khinh tuyết đều trợn mắt há hốc mồm lúc trước bất kể bọn họ kinh doanh thế nào số lượng cao thủ nguyện ý gia nhập linh dực cũng không đề thăng được nhưng hờ hững trận chiến này đúng là làm một tướng công thành vạn cốt khô hội trưởng trước mắt nhân số người chơi tới thạch lâm thành đã vượt quá 800 vạn về sau sợ rằng còn có nhiều người hơn tới đây, có phải chúng ta cũng nên đề thăng phí vào thành không? Thủy sắc sắc phi nhìn số liệu vừa thu thập được, rất kích động nói. Từ lúc đại chiến kết thúc đến bây giờ mới chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà thôi, đã khiến Thạch Lâm thành nhân số vốn không tới 200 vạn nhân khẩu trực tiếp chật ních, tốc độ này nhanh tới hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng. Phải biết rằng đó đều là tiền cả. Kỵ sĩ đoàn của Linh Dực rất lợi hại, nhưng chi tiêu cũng rất lớn, nhất là hiện tại lại có hơn 5 vạn người chơi cao thủ vượt qua xét duyệt gia nhập linh vực, khiến kho hàng của linh vực lại trống mi không ít, như vậy cũng phải tốn không ít tiền để bổ sung tài liệu chế tác vũ khí trang bị và mua trang bị. Dẫu sao linh vực bọn họ không phải những thế lực siêu cấp chân chính đó, sau lưng có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ, có thể âm thầm thu mua một lượng lớn kim tệ, tài liệu, trang bị, linh vực bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thậm chí có đôi khi còn cần bán ra kim tệ và trang bị để đổi lấy sự vận doanh của cao ốc tổng bộ. Tăng giá thì thôi, chúng ta vẫn cần một lượng lớn người chơi tự do đến Thạch Lâm thành phát triển, có điều chúng ta có thể tăng giá lữ điếm tự do, khách phòng phổ thông một ngày không phải đang là 30 ngân tệ à, hiện tại đề thăng một kim tệ, có thể giảm một thành, hội viên bạch ngân giảm hai thành, hội viên hoàng kim giảm ba thành. Thạch Phong cười cười nói. Lông dê nhổ trên người dê các thế lực lớn muốn khiến cao thủ của nhà mình cấp tốc phát triển, bên hắn tất nhiên cũng sẽ không khách khí, dẫu sao hắn đang rất nghèo, vì vũ trang cho kỵ sĩ đoàn, tiền trên tay hắn sợ rằng không bằng cao tầng của công hội khác. Ta biết. Thủy sắc sắc vi vừa nghe vậy cũng không khỏi hơi liếu lưỡi, thật sự quá độc ác, như vậy khách phòng phổ thông một ngày cho dù là cao thủ bình thường không thể hưởng thụ. Đúng rồi hội trưởng, vừa rồi hai công hội hắc ám cùng tưởng và thần linh hội của hắc ám đại thế giới liên hệ với ta nói chuyện lúc trước chúng ta đề xuất với bọn họ có thể thương lượng một chút hỏi chúng ta lúc nào thì có thời gian thạch lâm thành phòng khách ở tầng cao nhất của lữ điếm tự do trong phòng khách rộng lớn xa hoa nữ kỵ sĩ của hắc ám cùng tưởng và kim lão của thần linh hội lẳng lặng ngồi trên sofa không nói câu nào mà đám người lão lâm và ma thiểm đi theo cũng đứng đờ ở bên cạnh bầu không khí trong đại sảnh xấu hổ không sao diễn tả được quá mất mặt vốn tưởng rằng lúc trước chính là lần cuối cùng gặp mặt thạch phong sau này thạch phong căn bản không thể nhìn thấy bọn họ nữa càng đừng nói với hợp tác với hai công hội bọn họ căn bản chính là suy si tâm vọng tưởng nhưng mới qua bao lâu tối đa chỉ một hai ngày bọn họ đã chủ động tìm tới cửa hơn nữa lúc trước hai công hội bọn họ đều không để ý lời nói của thạch phong cảm thấy Thạch Phong là điên rồi mới nói những lời hùng hồn như vậy, nhưng lời nói hùng hồn như vậy lại thực hiện được. Nhưng hiện tại Linh Dực đã nắm giữ cửa truyền tống của Hắc Ám Đại Thế Giới, nắm mạch máu phát triển của người chơi Hắc Ám Đại Thế Giới, phàm là công hội và người chơi trong Hắc Ám Đại Thế Giới muốn phát triển nhanh hơn, không thể không tiến vào hàng tuyền đại xâm lâm. Nhưng phí truyền tống Linh Dực thiết lập thật sự quá hắc. Một người một viên Hắc Ám Ma Thủy Tinh hoặc là Ma Thủy Tinh thuộc tính thiên đồng dạng. Phải biết rằng ma thủy tinh thuộc tính thiên chính là ít ỏi hơn ma thủy tinh bình thường, nhất là số lượng ma thủy tinh thuộc tính khác là ít hơn xa hắc ám ma thủy tinh, mà hắc ám ma thủy tinh cũng là tiêu hao phẩm mà người chơi hắc ám bọn họ cần để đề thăng, lượng nhu cầu rất lớn. Các thế lực lớn và người chơi tự do đều cảm giác bản thân không đủ dùng, trực tiếp giao ra, quả thực là lấy mạng. Nhưng bọn họ lại không đánh lại linh dực. Linh dực để trưởng quản cửa truyền tống tốt hơn, trực tiếp thiết lập một kết giới ma pháp trường kỳ ở cửa truyền tống thì không nói, còn có hai chiếc xích long phi không đỉnh và tám khôi lỗi chiến tranh trường kỳ trấn thủ, cũng có 600 kỵ sĩ NTC bậc 3 và 2.000 kỵ sĩ NTC bậc 2 phối hợp, lực lượng thủ bị quả thực là điên rồ. Lực lượng như vậy đừng nói muốn từ cửa truyền tống lẻn ra, cho dù là phái đại quân từ một hai vạn cao thủ bậc 3 tạo thành tới tấn công sợ rằng cũng vô dụng, càng đừng nói là các thế lực lớn của hắc ám đại thế giới điều duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn giao ra ma thủy tinh thuộc tính thiên. Mà mọi người không phải chờ lâu, lại thấy cửa lớn của phòng khách ầm ầm mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ, chính là hội trưởng hắc viêm của linh dực công hội, quái vật một kiếm chấn nhiếp mấy trăm vạn đại quân của hắc ám đại thế giới. Chỉ là lúc này lại thấy Thạch Phong, bất kể là nữ kỵ sĩ hay là đám người ma thiểm, ai nấy đều có cảm giác hoàn toàn. Bởi vì uy thế phát ra trên người Thạch Phong lúc này, thật sự rất khó so sánh với trước khi tới cửa truyền tống hoàn toàn giống như người chơi bình thường không có bất kỳ uy thế gì có thể nói nhìn qua là cả người lẫn vật đều vô hại giống hệt với như lúc ban đầu nhìn thấy có điều hiện tại nhìn thấy thạch phong chỉ có kiên kỵ rất sâu bởi vì cảm giác thạch phong đã không phải là người quả thực chính là thực vật giống như không tồn tại chỉ là bọn họ lúc trước không cảm nhận kỹ trực tiếp coi như người qua đường Ta nghe nói mấy vị đã truyền đạt lại đề nghị của ta cho hội trưởng của quý công hội, không biết hai công hội định hợp tác với linh vực chúng ta thế nào. Thạch Phong nhìn đám người kim lão và nữ kỵ sĩ đứng dậy, ý bảo mấy vị ngồi xuống không cần giữ lễ tiết, lập tức cười. Đám người ma thiểm vừa nghe vậy trong lòng không khỏi thầm trợn mắt với Thạch Phong. Đây đâu chỉ là truyền đạt, quả thực chính là thấm vào cốt tủy, cả đời khó quên. Hắc viêm hội trưởng, vì đề nghị của ngài, hội trưởng của hai công hội chúng ta đều thấy rất khá, cho nên hội trưởng của hai công hội chúng ta đều nói, chỉ cần linh dực có thể miễn trừ phí truyền tống cho thành viên hai công hội. Chúng ta có thể giúp chúc hỏa thương hành thiết lập chúc hỏa thương hành trong thành thị NPC chủ lưu của hắc ám đại thế giới, không biết thế nào. Nữ kỵ sĩ nhìn Thạch Phong chậm rãi nói. Tuy hai công hội bọn họ rất không muốn làm như vậy, nhưng tình thế không bằng người, hiện giờ chỉ có thể bán vải. Bằng không cứ tiêu hao dần, sẽ chỉ càng lúc càng bất lợi đối với hai công hội bọn họ. Miễn trừ phí truyền tống à? Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút nói. Cái này cũng không phải là không được, có điều ta hy vọng chút hỏa thương hành có thể có phân bộ ở tất cả thành thị NPC của hắc ám đại thế giới, đương nhiên phương diện phí dụng linh dực chúng ta có thể tự mình bỏ, chỉ cần các ngươi giải quyết tốt vấn đề đất thành thị là được. Hắc phim hội trưởng, điều kiện ngươi nói thật sự có chút làm khó, không phải chúng ta không muốn đáp ứng, mà là tuy hắc ám đại thế giới có ba công hội chúng ta nhưng hắc ám đại thế giới rất lớn còn lớn hơn một đế quốc cổ xưa của thần vực đại lục rất nhiều cho dù là hai công hội chúng ta có thể nắm giữ cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ muốn khiến chúc hỏa thương hành tiến trú các thành thị npc chủ lưu của hắc ám đại thế giới nhân lực và vật lực phải bỏ ra là rất lớn kim lão ở bên cạnh lắc đầu cười khổ nói ở bên ngoài ba công hội bọn họ đích xác có sức ảnh hưởng rất lớn ở hắc ám đại thế giới nhưng sức nắm giữ lại kém xa bởi vì thành thị NPC đều là trạng thái bán nắm giữ, nhất là thành thị NPC mà các thế lực lớn kinh doanh đã lâu, muốn đánh hạ được căn bản là không thể. Mà có những thành thị NPC này những thế lực này căn bản không lo không có tài nguyên và và. Bởi vậy thế lực của hắc ám đại thế giới là rất nhiều, hơn nữa còn diệt không hết, ở ngoài mặt những thế lực đó có thể gọi ngươi một tiếng lão đại, nếu không nể tình thì ngươi căn bản không là gì cả. Có thể nói chỉ là thiết lập phân bộ ở thành thị NPC chủ lưu của hắc ám đại thế giới đã là chuyện vô cùng khó, đây còn là bọn họ cùng phải âm thầm giao dịch và hợp tác với không ít thế lực mới có khả năng làm được, bằng không thì đừng có mơ. Càng đừng nói để chúc hỏa thương hành mở khắp tất cả thành thị NPC của hắc ám đại thế giới, quả thực chính là nằm mơ. Đừng nói hai công hội bọn họ, cho dù là liên hợp với bá đạo thiên hạ cũng vô dụng, huống chi bá đạo thiên hạ hiện tại đã hận linh vực tới thấu xương một bộ phận thành thị chủ lưu này với có phiền toái rất lớn. Còn có một việc, sợ rằng hắc viêm hội trưởng ngươi vẫn chưa biết. Nữ kỵ sĩ cũng mở miệng nói. Bởi vì hành động lúc trước của ngươi đã đối địch với toàn bộ hắc ám đại thế giới, hiện tại các thế lực lớn đều cực kỳ chán ghét linh dực, chúng ta chỉ là hợp tác với linh dực đã phải thừa nhận phiêu lưu tương đối lớn, hơn nữa bởi vì chuyện này, ác ma chi tâm cũng đang hành động ở chung quanh hắc ám đại thế giới. Âm thầm liên hợp các thế lực lớn, xem ra là định khiêu chiến cổ thần chi tháp của hắc ám đại thế giới cổ thần chi tháp này chính là không tầm thường là cổ tháp tồn tại từ lúc hắc ám đại thế giới mới sáng lập nghe đồn có thể liên thông với chư thiên vạn giới nhưng muốn đăng đỉnh thực sự quá khó khăn có điều theo nghề nghiệp bậc ba càng lúc càng nhiều thực lực của người chơi cũng đang không ngừng đề thăng cho dù không thể hoàn toàn mở ra cổ thần chi tháp chỉ sợ cũng có thể mở ra được một bộ phận như vậy các thế lực lớn của Hắc Ám Đại Thế Giới sẽ không cần thông qua cửa truyền tống của Hắc Ám Đại Thế Giới cũng có thể tiến vào thần vực đại lục, chỉ là trên đường cần đi qua thế giới khác mà thôi. Theo nữ kỵ sĩ mở miệng, Thủy Sắc Sắc Vi và Bạch Kinh Tuyết đi theo sau lưng Thạch Phong cũng hơi nhíu mày. Nếu quả thật là như vậy, cửa lớn truyền tống bọn họ vất vả mới chiếm được không phải là uổng phí à. Cổ thần chi tháp à. Thạch Phong cũng có chút ấn tượng đối với điều này. Cổ thần chi tháp đích xác là liên thông với Chư Thiên vạn giới, cho nên Hắc ám đại thế giới ở trong thần vực là rất đặc thù, có điều bởi vì đời trước cửa truyền tống của Hắc ám đại thế giới mở ra, không có bất kỳ một thế lực nào nắm giữ, cho nên không có thế lực nào lại rảnh rỗi đi khiêu chiến cổ thần chi tháp. Dẫu sao mở ra cổ thần chi tháp cũng quá khó khăn. Đương nhiên tuy mở ra hoàn toàn là rất khó, nhưng nếu mở ra một bộ phận, vẫn có khả năng tương đối làm được. Đúng vậy, Cổ thần chi tháp này đã thành mục tiêu của toàn bộ các thế lực lớn ở Hắc Ám Đại Thế Giới, cộng thêm Ác Ma Chi Tâm cũng nắm giữ tài nguyên và tình báo tương đối, sợ rằng không bao lâu nữa, các thế lực lớn sẽ liên hợp tới khiêu chiến. Nữ kỵ sĩ gật đầu. Một viên Hắc Ám Ma Thủy Tinh không phải là chuyện đùa, không phải người giàu có thì ai trả nổi. Nhưng nếu ta giúp các ngươi chiếm được cổ thần chi tháp rất nhanh thì sao? Thạch Phong không khỏi mở miệng hỏi. Giúp chúng ta chiếm cổ thần chi tháp Nữ kỵ sĩ và kim lão nhìn Thạch Phong, trong nhất thời đều ngây ra một lúc. Từng, chỉ cần các ngươi có thể chiếm được cổ thần chi tháp trước một bước, như vậy ma pháp truyền tống trận của cổ thần chi tháp trong một đoạn thời gian sẽ do các ngươi nắm giữ, không sai chứ. Thạch Phong nói, cổ thần chi tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có mấy ma pháp truyền tống trận, đi thông tới thế giới khác nhau, có cái thậm chí còn có thể thông tới một số bí cảnh tài nguyên, mà chủ tầng lúc ban đầu cũng chính là do người chơi thông quan đầu tiên làm, sau đó cứ cách mỗi một tháng mới có thể tranh đoạt lại một lần. Chỉ cần chiếm được tầng thứ nhất của cổ thần chi tháp đầu tiên, như vậy trong một tháng toàn bộ tầng thứ nhất đều sẽ do chủ tầng nắm giữ hoàn toàn, đừng hòng ai lay động nửa phần. Hắc phim hội trưởng, người có thể không biết cổ thần chi tháp, đó không phải là cửa truyền tống của hắc ám đại thế giới có thể sánh bằng. Trước tiên không nói những người không phải người chơi hắc ám của hắc ám đại thế giới đi vào sẽ bị áp chế, trong cổ thần chi tháp chính là cấm sử dụng đạo cụ, những NPC đó lại không thể bước vào nửa bước. Chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân người chơi để thông quan. Kim lão chậm rãi nói. Không phải hắn không tin thực lực của linh dực, nhưng cổ thần chi tháp thuộc về hắc ám đại thế giới, người chơi không phải hắc ám sẽ phải chịu áp chế không nhỏ, cộng thêm cấm đạo cụ và NPC, cho dù linh dực muốn giúp cũng không làm được, bằng không ác ma chi tâm cũng sẽ không tìm các thế lực lớn của hắc ám đại thế giới trực tiếp đi tìm các thế lực siêu cấp của thần vực đại lục là xong, với thực lực của các thế lực siêu cấp, căn bản chính là nghiền ép các thế lực lớn của hắc ám đại thế giới. Đúng vậy, hơn nữa ở trong cổ thần chi tháp tương tự như phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn và công thành chiến, có yêu cầu thời gian khắc nghiệt, bình thường đều cần 200 cao thủ bậc 3, bằng không căn bản không kháng được một lượng lớn quái vật bên trong, càng đừng nói là đánh vào trong thành thị. Tuy hai công hội chúng ta có thể miễn cưỡng gom đủ 200 cao thủ bậc 3, nhưng độ khó công đánh cổ thần chi tháp là không đơn giản như phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 100, ở phương diện vũ khí trang bị và kỹ năng ma pháp, cao thủ bậc 3 của chúng ta phần lớn đều không đạt tiêu chuẩn. Nữ kỵ sĩ gật đầu nói, loại chuyện này không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới, nhưng công đánh cổ thần chi tháp là quá khó khăn, cho dù chỉ là tầng thứ nhất cũng không phải thế lực nào của hắc ám đại thế giới có thể làm được. Mà ác ma chi tâm cũng ác, ở hắc ám đại thế giới để lộ ra hai công hội bọn họ có hợp tác với linh dực lập tức khiến hai công hội bọn họ bị cô lập bọn họ cũng không có cách nào mới đến lựa chọn hợp tác với linh dực bằng thông đợi cho ác ma chi tâm dẫn dắt cao thủ bậc ba của các thế lực lớn công đánh thành công đến lúc đó bọn họ sẽ rất thảm yên tâm đi những cái này đều không phải là vấn đề thạch phong không khỏi cười nói có điều sau khi sự thành ta có một điều kiện đối với cổ thần chi tháp của hắc ám đại thế giới hắn có thể nói là quen thuộc hơn bất kỳ một người chơi nào của hắc ám đại thế giới hiện tại biết rõ độ khó công đánh tầng thứ nhất của cổ thần chi tháp rốt cuộc là thế nào có thể nói hiện tại cũng nhau ác ma chi tâm tập hợp cao thủ bậc ba với các thế lực lớn yên tâm hắc ám đại thế giới chính là có vài phần khả năng dẫn hắc ám cuồng tưởng liên thủ với thần linh hội căn bản ngay cả khả năng công đánh cũng không có Đương nhiên đây cũng chỉ là thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng hiện tại không có khả năng mà thôi. Hắc viêm hội trưởng ngươi thực sự nắm chắc à? Nữ kỵ sĩ nhìn ra thạch pho thấy rất tự tin, không nhịn được hỏi. Nàng biết cao thủ bậc ba bên linh vực không đơn giản, nếu hiệp trợ hai công hội bọn họ, đích xác là một trợ lực lớn, nhưng áp chế của hắc ám đại thế giới đối với người chơi không phải hắc ám là không nhỏ, cao thủ đỉnh phong bình thường nếu tiến vào hắc ám đại thế giới cũng chỉ có thể phát huy ra trình độ cao thủ hàng đầu mà thôi. Cao thủ bậc ba khác thì càng không cần phải nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ của các thế lực siêu cấp trong thần vực đại lục ở hắc ám đại thế giới là nửa bước cũng khó đi, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với thế lực của hắc ám đại thế giới. Tuy không cao, nhưng cũng nắm chắc bảy tám thành. Thạch Phong nói. Bảy tám thành. Kim lão ở bên cạnh không khỏi nhướng mày. Thế mà còn nói là không cao. Nếu không phải Thạch Phong thật sự có được cửa truyền tống hắc ám đại thế giới, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Thạch Phong là kẻ điên từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy tới. Phải biết rằng hiện tại các thế lực siêu cấp trong thần vực cho dù là không bị áp chế, chỉ sợ cũng không thể bảo đảm công đánh được tầng thứ nhất của cổ thần chi tháp, mà cho dù nội tình của linh dực thâm hậu nghịch thiên, theo hắn có thể nắm chắc ba bốn thành cũng rất nghịch thiên rồi ý tứ của nắm chắc bảy tám thành chẳng khác nào là nhất định có thể thành công. Không biết điều kiện của hắc viêm hội trưởng là. Nữ kỵ sĩ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nội tâm một chút, hỏi. Tuy không biết lời Thạch Phong nói là thật hay giả, nhưng chỉ cần thành công đối với hai công hội bọn họ chính là trăm lợi mà không có không một hại, tất nhiên không có lý do gì phải cự tuyệt. Rất đơn giản, ta muốn tám thành lợi nhuận của cổ thần chi tháp, đồng thời có quyền lực quản lý thành viên đoàn chủ lực của hai công hội các ngươi thậm chí mệnh lệnh của ta ở thời khắc khẩn cấp còn cao hơn hội trưởng của các ngươi thạch phong nghĩ nghĩ một chút nói cái này kim lão lập tức do dự ở cổ thần chi tháp chỉ cần có được quyền khống chế lợi ích khẳng định là không cần nói cho dù hai thành còn lại cũng có thể chấp nhận nhưng trực tiếp muốn có quyền quản lý thành viên đoàn chủ lực của hai công hội bọn họ thậm chí có đôi khi mệnh lệnh còn cao hơn hội trưởng của bọn họ, cái này có chút quá điên cuồng. Phải biết rằng đoàn chủ lực của công hội chính là mệnh căn của công hội, không thể tùy tiện tổn thất, càng đừng nói là nghe mệnh lệnh của người khác. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện quấy nhiễu sự vụ và công tác hàng ngày của đoàn chủ lực công hội các ngươi, chỉ là khi ta cần thành viên đoàn chủ lực của các ngươi phải nghe ta." Thạch Phong chậm rãi nói. "Đương nhiên chuyện này các ngươi có thể trở về cân nhắc thật kỹ." không cần thiết phải hiện tại trả lời ta luôn. Hắc phim hội trưởng không cần thiết phải cân nhắc, hắc ám cuồng tưởng chúng ta có thể đáp ứng, nhưng nếu thành viên của hắc ám cuồng tưởng có thể tùy ý ra vào truyền tống của hắc ám đại thế giới, đương nhiên về chuyện tiến trú của chúc hỏa thương hành chúng ta cũng sẽ tận hết sức giúp các ngươi đạt thành. Nữ kỵ sĩ đột nhiên nói. Theo nữ kỵ sĩ mở miệng, đám người kim lão trong đại sảnh đều nhìn về phía nàng với vẻ không thể tin nổi. Thanh Hồng, ngươi điên rồi à? Đây chính là quyền quản lý đoàn chủ lực của công hội. Kim lão nhìn nữ kỵ sĩ, không nhịn được nói. Đáp ứng điều kiện như vậy, chính là tương đương với giao một bộ phận mạch máu của công hội cho Thạch Phong, cũng tương đương với Thạch Phong trở thành nửa hội trưởng công hội. Ta không điên, trước khi đến hội trưởng đã nói, hợp tác là cần thiết, hơn nữa ta cũng không cảm thấy Hắc viêm hội trưởng sẽ thật sự coi trọng đoàn chủ lực của hai công hội chúng ta. Nữ kỵ sĩ Thanh Hồng nhỏ giọng nói với Kim lão, Kim Lão vừa nghe vậy lập tức cũng cảm thấy đúng. Linh Dực hiện tại thật sự không thiếu nhân thủ, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều cao thủ của Thần Vực Đại Lục muốn gia nhập Linh Dực. Hơn nữa Linh Dực còn nắm giữ cửa truyền tống của Hắc Ám Đại Thế Giới. Trước khi cổ thần chi tháp chưa khai thông, có thể nắm giữ toàn bộ mạch máu của Hắc Ám Đại Thế Giới. Đối với điều này Thạch Phong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ nữ kỵ sĩ Thanh Hồng lại quyết đoán như vậy nếu đổi thành cao tầng của công hội lớn khác sợ rằng đều sẽ xoay người rời đi, căn bản không thèm nói gì. Được. Thần linh hội chúng ta cũng đáp ứng, có điều điều kiện của chúng ta cũng giống như hắc ám cuồng tưởng. Kim lão thở dài một hơi, mở miệng nói. Hiện giờ hai công hội bọn họ đã bị các thế lực lớn của hắc ám đại thế giới gắn mát của linh dực, hiện giờ việc có thể làm chính là đã đi thì đi tới cùng, hơn nữa hợp tác với linh dược ít nhất cũng có thể bảo đảm tốc độ phát triển của công hội tuyệt đối vượt qua các thế lực lớn của hắc ám đại thế giới. Điểm này không có vấn đề, sau khi ký kết khế ước xong thành viên của hai công hội các ngươi có thể tùy ý ra vào cửa truyền tống hắc ám đại thế giới. Thạch Phong gật đầu. Vậy sau này chúng ta phải làm gì? Kim Lão nhìn Thạch Phong hỏi. Hiện giờ ác ma chi tâm đã hoạt động ở chung quanh, chỉ cần gom đủ nhiều cao thủ bậc ba cường đại là có thể triển khai công đánh cổ thần chi tháp có thể nói là thời gian cấp bách rất đơn giản hiện tại thông tri cho tất cả thành viên đoàn chủ lực của hai công hội các ngươi tới đây linh dực chúng ta sẽ phụ trách dẫn các ngươi đi đề thăng thực lực thạch phong cười cười nói công đánh phó bản đoàn đội cũng vậy công đánh cổ thần chi tháp cũng thế cuối cùng vẫn phải xem thực lực của người chơi cho nên muốn công đánh cổ thần chi tháp chỉ cần đề thăng thực lực của cao thủ đoàn chủ lực là được. Đề thăng thực lực Nữ kỵ sĩ Thanh Hồng lập tức ngây ra một lúc, hoàn toàn không ngờ Thạch Phong lại muốn làm như vậy. Vậy chúng ta tới đâu để đề thăng? Bí cảnh cấp 120 độc ách chi thành. Thạch Phong bình thản nói. Đám người Kim Lão và Thanh Hồng nghe thấy Thạch Phong thuận miệng nói ra bí cảnh cấp 120 độc ách chi thành, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì. Đó chính là bí cảnh cấp 120. Các thế lực siêu cấp của thần vực trước mắt ngay cả phó bản đoàn đội trăm người cấp 110 cũng chưa hạ được, thậm chí ngay cả người chơi cấp 110 cũng không có một vị, mà tuy bí cảnh không phải phó bản lại hơn hẳn phó bản, độ khó này thấp nhất cũng tương đương với phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp khó. Bí cảnh cấp 120 đối với thế lực siêu cấp và các thế lực lớn hiện tại mà nói căn bản là không dám nghĩ. Nhưng Thạch Phong thì sao? Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, giống như đi dạo trong siêu thị nhà mình vậy bọn họ rất hoài nghi có phải bọn họ chơi cùng một trò chơi không? Sao, có vấn đề gì à? Thạch Phong nhìn hai người đang ngây đơ, kỳ quái hỏi. Không, không, có điều đều chính là bí cảnh cấp 120, dựa vào cấp bậc và trang bị của chúng ta, sợ rằng. Kim Lão có chút lo lắng nói. Bí cảnh cấp 120 tất nhiên không có vấn đề, nhưng vào thì vào được, nhưng có thể từ bên trong đi ra hay không lại là một vấn đề rất lớn. Bí cảnh không như phó bản, bên trong sẽ không chuyên môn dựa theo số lượng người chơi mà thiết lập độ khó và lượng quái vật nhất định như phó bản, số lượng quái vật và trình độ phải đối mặt trong bí cảnh là tùy cơ, có khả năng là đối phó một đoàn trăm người, cũng có khả năng là đối phó một đoàn ngàn người, thậm chí là đoàn đội vài ba ngàn người. Chính bởi vậy độ khó trên phương diện công đánh bí cảnh là lớn hơn phó bản đoàn đội cùng cấp bậc, bình thường cũng phải động viên toàn bộ công hội cùng tiến hành hành động quy mô lớn, nhưng sau khi tiến vào cấp 100 có thể lăn lộn được trong bí cảnh cũng chỉ có cao thủ bậc 3, người chơi bậc 2 ở bên trong có thể nói là nửa bước cũng khó đi. Nói cách khác căn bản không thể động viên toàn bộ lực lượng của công hội, chỉ có thể dựa vào chút ít cao thủ bậc 3 đi công đánh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hiện tại các thế lực lớn và thế lực siêu cấp sau khi tiến vào cấp 100 thì không đi công đánh bí cảnh cấp 100 trở lên nữa. Yên tâm đi, chỉ cần tất cả mọi người nghe chỉ huy thì không có vấn đề gì lớn. Hạch Phong cười cười nói. Danh khí của độc ách chi thành đời trước là rất lớn, thậm chí các thế lực siêu cấp phái ra mấy ngàn cao thủ bậc ba cũng không công đánh được, một mực kéo tới khi cao thủ bậc bốn xuất hiện mới miễn cưỡng công đánh được. Có điều đây là đối với người khác, đối với hắn thì lại không phải là quá khó, dẫu sao mục đích của hắn không phải công đánh độc ách chi thành, mà là mảnh vỡ của kiếm Solomon, hiện tại trên tay hắn có thâm nguyên giả và phúc âm chi hoàng. Nhất là sau khi hắn trở thành ma pháp đại sư trung cấp phúc âm chi hoàng cũng có thể phát huy ra lực lượng áp chế quái vật truyền kỳ bậc bốn tốt hơn, khiến vốn không có hy vọng lại biến thành có hy vọng. Duy nhất còn thiếu chính là nhân số. Bí cảnh cấp 100 trở lên bình thường phải là quân đoàn cao thủ bậc 3 một ngàn người mới được, lúc trước dựa vào 300 cao thủ bậc 3 của địa ngục quân đoàn. Cộng thêm gần 500 cao thủ bậc 3 của tổng cộng là rất miễn cưỡng, nhưng hiện tại có hơn 200 cao thủ bậc 3 của hai công hội, khả năng lấy được mảnh vỡ của kiếm Solomon cũng lớn hơn không ít. Mà Kim Lão và nữ kỵ sĩ Thanh Hồng nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, tuy luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hai bên đã đạt thành khế ước, tất nhiên không thể tùy tiện làm trái. Sau đó Kim Lão và Thanh Hồng bắt đầu âm thầm triệu tập cao thủ bậc ba của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng, bên kia Thạch Phong cũng bắt đầu triệu tập người của địa ngục quân đoàn và linh dực. Mà trong hắc ám đại thế giới, chuyện thần linh hội, hắc ám cuồng tưởng hợp tác triển khai toàn diện với linh dực cũng trực tiếp được truyền ra trong nhất thời chấn động toàn bộ hắc ám đại thế giới nhất là khi rất nhiều người chơi tự do biết thành viên của hai công hội có thể miễn phí qua lại thần vực đại lục nhân số gia nhập hai công hội trực tiếp tăng vọt nộ tâm trưởng lão lúc trước bá đạo thiên hạ chúng ta nghe các ngươi chủ động dẫn đầu đối phó linh dực kết quả hiện tại biến thành uy vọng giảm mạnh trở thành sỉ nhục của hắc ám đại thế giới mà hiện tại thần linh hội và hắc ám cùng tưởng sau khi gia nhập linh dực lại rất được hoan nghênh nếu các ngươi không thể lấy ra một số thứ có lợi ích thực tế chúng ta không thể không cân nhắc hợp tác với linh dực lê minh bá nghiệp ở trong phòng khách nhìn nộ tâm tĩnh tọa ở đối diện lạnh lùng nói điểm này thì lê minh hội trưởng cứ yên tâm chúng ta đã tới đây mời bá đạo thiên hạ gia nhập tất nhiên sẽ không để bá đạo thiên hạ chịu thiệt hơn nữa lê minh hội trưởng không muốn bá thù linh dực à nộ tâm chậm rãi nói. Linh Dực hiện tại không chỉ có Thạch Lâm thành ngày kiếm đấu vàng, lại nắm giữ cửa truyền tống của hắc ám đại thế giới, có thể nói đã là nhất thời vô lưỡng ở bên đông đại lục, nhưng cây cao trong rừng, gió tất thổi gãy, Linh Dực quá Linh Dực, hiện tại đã có rất nhiều thế lực siêu cấp ngứa mắt. Nói những gì thực tế đi, ta không muốn nghe lời vô nghĩa. Lê Minh bá nghiệp lường nộ tâm, loại chuyện này ai chẳng biết, nhưng hiện tại ai có thể làm gì được Linh Dực. Cho nên chúng ta được không ít thế lực siêu cấp âm thầm giúp đỡ, nhất là trên mượn vũ khí trang bị, chỉ cần bá đạo thiên hạ nguyện ý gia nhập liên minh của chúng ta, có thể mượn được 50 bộ trang bị tinh kim cấp 105 và 10 trang bị ám kim cấp 105 trong 10 ngày, hơn nữa còn không phải trả bất kỳ lợi tức gì. Nộ Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV thản nhiên cười nói: "Thế nào, những trang bị này cho dù là thế lực siêu cấp bình thường cũng rất khó có được." mà bá đạo thiên hạ chỉ cần gia nhập đồng minh, có thể mượn được những trang bị mà chỉ một số cao thủ bậc ba mới có thể có được thì không nói, giúp bá đạo thiên hạ đi công đánh phó bản đoàn đội cấp 100, đạt được một lượng lớn trang bị cực phẩm. Đồng thời sau khi công đánh cổ thần chi tháp, còn có thể đạt được 5% cổ phần, đó không phải là có lợi ích thực tế hơn hai công hội hợp tác với linh dực đó à. 50 trang bị tinh kim cấp 105 và 10 bộ trang bị ám kim cấp 105. Lê Minh bá nghiệp vừa nghe vậy cũng thất kinh không thôi. Các ngươi có thể lấy ra nhiều trang bị cực phẩm như vậy à? Tuy hắn biết lần này ác ma chi tâm và các thế lực siêu cấp ở ngoại giới thật sự nổi giận rồi, nhưng không ngờ lại ác như vậy. Nhiều trang bị cực phẩm như vậy cộng thêm trang bị của bản thân công hội bọn họ, đủ để vũ trang ra một đoàn đội trăm người cực phẩm, đừng nói đi công đánh phó bản đoàn đội cấp 100, cho dù là phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 100 và bóp giả ngoại truyền kỳ bậc 4 cấp 110 cũng có thể thử. Mà vì sao bọn họ muốn tới hàng tuyền đại xâm lâm phát triển? Không phải vì vũ khí trang bị tốt hơn và đề thăng cấp bậc à? Chỉ cần có vũ khí trang bị cực phẩm, cấp bậc và vũ khí trang bị tốt hơn còn là vấn đề sao? Điểm này không cần Lê Minh Hội trưởng quan tâm, chỉ cần chúng ta ký khế ước Chúng ta sẽ lập tức đưa những thứ đó đến tay ngươi." Nộ Tâm cười cười nói. "Được, chuyện này ta đáp ứng." Lê Minh bá nghiệp không chút do dự nói. "Được, hiện tại ta liên hệ với bên phó hội trưởng, không cần nửa ngày là trang bị sẽ được đưa đến." Nộ Tâm cũng không bất ngờ, bởi vì loại chuyện này chỉ có đồ ngốc mới không làm. Mà sau khi ký kết xong khế ước, Nộ Tâm cũng rời khỏi nơi đóng quân của bá đạo thiên hạ, trực tiếp quay về ác ma thành chuyện đã làm xong rồi à? Diễm Quang nhìn nộ tâm đi vào văn phòng, không khỏi ngẩng đầu nhìn nộ tâm hỏi. Đã xong xuôi hết rồi, thế lực của hắc ám đại thế giới toàn bộ đều đáp ứng, tiếp theo có thể tùy thời công đánh cổ thần chi tháp. Nộ tâm nói. Tốt. Diễm Quang gật đầu, cười nói. Linh Dực cho rằng nắm giữ được cửa truyền tống của hắc ám đại thế giới thì khiến ta không làm gì được bọn họ à, đáng tiếc bọn họ căn bản không biết, Bọn họ làm như vậy chỉ sẽ dẫn tới nhiều phản cảm và lửa giận hơn mà thôi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, linh vực không có bất kỳ bối cảnh gì lại ngồi ôm một lượng lớn tài phú và tài nguyên, thậm chí có thể nói là độc chiếm, đối với thế lực siêu cấp mà nói thì tuyệt đối là không được phép. Cho nên lần này hắn căn bản không cần làm gì, trong âm thầm đã có rất nhiều thế lực siêu cấp và tập đoàn tài chính tìm tới hắn, nguyện ý cung cấp các loại tài nguyên và vũ khí trang bị cho hắn, mục đích chỉ có một đó chính là phá địa vị giống như mặt trời ban trưa của linh dực hiện tại mà chỉ cần bắt được cổ thần chi tháp như vậy sau này linh dực sẽ nên đón hắc ám chưa từng có bọn họ không làm gì được hàng tuyền đại xâm lâm nhưng thần vực rất lớn trừ hàng tuyền đại xâm lâm ra còn có rất nhiều nơi khác lúc trước nếu linh dực thua cùng lắm cũng chỉ là tổn thất một bộ phận nhỏ của hàng tuyền đại xâm lâm thôi mà sau này linh dực trừ hàng tuyền đại xâm lâm ra ở nơi khác sẽ biến thành hai bàn tay trắng dẫu sao kỵ sĩ đoàn của Linh Dực cũng chỉ có thể hoạt động ở hàng tuyền đại xâm lâm. Mà bên kia Thạch Phong cũng dẫn theo người của Hắc ám cuồng tưởng và thần linh hội một đường tới bí cảnh của độc ách chi thành. Theo người của Hắc ám cuồng tưởng và thần linh hội bước vào trong bí cảnh của độc ách chi thành, tất cả mọi người đều cảm thấy run run, bởi vì trong bí cảnh khắp nơi đều là hắc khí quỷ dị phiêu tán, có một loại cảm giác giống như lọc vào trong sương mù thì không nói, cảm giác đói khát và lạnh như băng lại không ngừng sộc lên ngũ cảm và năng lực phản ứng cũng cực kỳ suy yếu, chiến lực căn bản ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Có điều những cái này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, trong rừng rậm ngoài độc ách chi thành, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là quái vật cấp 115 trở lên, yếu nhất cũng là lĩnh chủ cao cấp, trong đó không thiếu du đảng tử hồn đại lĩnh chủ và đại lĩnh chủ cao cấp, những quái vật này trước khi xem đều là đại quân tử thủ trong thành thị thì không nói, Sương đen vấn vít trên người càng tiếp cận sẽ càng cảm thấy sự ăn mòn của dị năng lượng đối với thân thể lợi hại hơn, ngũ cảm và năng lực phản ứng cũng sẽ suy yếu lợi hại hơn, căn bản không phải chỗ người ta nên ở. Số lượng quả nhiên rất nhiều. Thạch Phong nhìn du đảng tử hồn khắp nơi, cũng hơi liếu lưỡi, tử hồn so với đời trước hắn chứng kiến là nhiều hơn thì không nói, tử khí cũng nồng đậm hơn, có điều vẫn nhìn về phía đám người khả nhạc, nói. Mở quái đi, một lần đừng dẫn quá nhiều, năm sáu trăm con là được theo thạch phong nói xong thành viên của hắc ám cuồng tưởng và thần linh hội đều là một mảng tĩnh mịch quái vật như vậy đừng nói dẫn hai ba trăm con cho dù là một trăm con cũng cảm thấy có khả năng bị đoàn diệt rồi dẫu sao ảnh hưởng của tử khí đối với chiến lực là quá lớn càng đừng nói những quái vật này đều là cấp một trăm mười lăm trở lên năm sáu trăm con quả thực chính là tiết tấu tìm chết được rồi nhưng mà đám người hỏa vũ và khả nhạc lại giống như căn bản không để ý không nói hai lời phân biệt lao về phía đống quái vật trong rừng rậm không ngừng hấp dẫn du đảng tử hồn xung quanh trong rừng rậm nguyên thủy rộng lớn theo đám người hỏa vũ và khả nhạc xuất hiện trong nhất thời khiến cho cả rừng rậm nguyên thủy tử khí trầm trầm đột nhiên biến thành sôi trào chỉ thấy từng tốc du đảng tử hồn nhanh chóng tiếp cận đám người hỏa vũ và khả nhạc hình thành từng vòng vây tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị căn bản khiến cao thủ bậc ba bình thường chưa kịp phản ứng đã bị vây ở trong đó, chỉ có thể không ngừng dây dưa với những du đảng tử hồn này. Có điều khả nhạc lại hoàn toàn coi như không thấy vòng vây này, trực tiếp xông tới, giống như một con cự hùng đánh thẳng về phía trước, nơi đi qua không ai có thể kháng cự, những tử hồn du đảng cho dù là muốn ngăn cản cũng không được, mà hỏa vũ thì giống như linh miêu tao nhã, rất nhẹ nhàng có thể xuyên qua vòng vây của du đảng tử hồn. Căn bản khiến du đảng tử hồn không thể xuống tay mà đám người hỏa vũ và khả nhạc đối mặt với tử khí nồng đậm trên người du đảng tử hồn, ai nấy giống như không có gì, cứ như trên người có một tấm trắng vô hình ngăn cách những tử khí này tập kích vậy. Chỉ một thoáng, lại thấy mấy người khả nhạc đã hấp dẫn tới năm sáu con du đảng tử hồn hành động có trật tự bay thẳng đến đoàn đội. Du đảng tử hồn, sinh vật tử linh, lĩnh chủ cao cấp, cấp 115, điểm sinh mệnh 4.500 vạn. Du đảng tử hồn tinh duệ, sinh vật tử linh, đại lĩnh chủ, điểm sinh mệnh 12.000 vạn. Cùng nhiệt tử hồn, sinh vật tử linh, đại lĩnh chủ cao cấp, cấp 116, điểm sinh mệnh 40.000 vạn. Đối mặt với hơn 400 con du đảng tử hồn và hơn 100 con du đảng tử hồn tinh duệ, còn có 6 con cùng nhiệt tử hồn, mọi người cảm thấy run rẩy. Bởi vì những du đảng tử hồn này không như quái vật phổ thông, trước khi chết đều là chiến sĩ trong thành thị, cho dù là sau khi chết cũng kế thừa tất cả bản sự lúc trước, mấy trăm con hội tụ lại với nhau, trực tiếp hợp thành một chiến trận, tuy chiến trận này rất yếu. Nhưng khiến tốc độ phản ứng và di động của những du đảng tử hồn này rõ ràng là nhanh hơn không ít, trên người cũng có thêm một tầng tấm trắng ma lực, chắc là tăng cường không ít phòng ngự và cường hóa ma pháp. Hơn nữa đây vẫn chưa phải là quan trọng nhất, lợi hại nhất là những tử hồn này giống như được chỉ huy vậy, hành động rất có trật tự, tử hồn tay cầm thuẫn bài và vũ khí cận chiến đứng ở hàng trước, hàng sau là tử hồn cầm cung tên và nghề nghiệp ma pháp, rất ngay ngắn ép về phía trước từng chút một. Không giống giả quái đều là chiến thuật đàn lan đơn giản. Đây là bí cảnh cấp 120 à. Nữ kỵ sĩ Thanh Hồng nhìn đại quân quái vật giống như quân đội, trong lòng đầy rung động. Tuy sớm biết bí cảnh cấp 100 trở lên không tầm thường, nhưng thấy một màn này vẫn khiến người ta không nhịn được mà kinh ngạc và run rẩy. phải biết rằng những quái vật này căn bản đã rất khó đối phó, thuộc tính cơ bản là trên người chơi cung cấp nếu giống như npc biết hợp tác chiến đấu chiến lực mà đoàn đội phát huy ra sẽ đề thăng không chỉ mấy lần càng đừng nói là những quái vật này còn thủ cao máu nhiều nếu bên các nàng không dùng số lượng để tiến hành áp chế sợ rằng căn bản là không thể đánh được đối với điều này địa ngục cuồng khiếu cũng nhíu mày những quái vật này đơn lẻ thì không phải là vấn đề cho dù là đại lĩnh chủ cao cấp cuồng nhiệt tử hồn đó cũng vậy nhưng hiện tại hình thành chiến trận cộng thêm chiến đấu hiệp đồng giữa quái vật khiến nhược điểm giảm mạnh cùng ưu thế cấp bậc của những quái vật này nếu không có vũ khí trang bị bỏ qua cấp bậc đối với cao thủ của địa ngục quân đoàn bọn họ mà nói cũng là một hồi khổ chiến mà đối với sự cường hãn của quái vật bí cảnh ở đây cũng chỉ có một mình thạch phong là không cảm thấy bất ngờ bởi vì đây mới là quái vật chân chính đây mới là chiến lược chân chính của quái vật trong thần vực trước cấp 100 thậm chí là quái vật ở giai đoạn cấp 100 đến cấp 115 đều chỉ là quá trình để người chơi không ngừng điều chỉnh và thích ứng mà thôi. Nhưng đến cấp 120, thần vực sẽ không cho người chơi thích ứng nữa, mà là nếu người chơi đã thích ứng với thần vực, thần vực với quái vật giống như chân thật, hơn nữa còn có đặc tính riêng, nếu không thể nhằm vào những đặc tính này, cho dù là người chơi cao thủ cùng cấp một đối một cũng sẽ bị tiêu diệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phó bản đoàn đội và bí cảnh cấp 120 mới là bảo khố chân chính sau khi tấn thăng nghề nghiệp bậc 3, bên trong sẽ để và rơi ra rất nhiều di sản thượng cổ và sách kỹ năng ma pháp. Mắt thấy quân đoàn tử hồn đã bước gần, người của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng ai nấy đều bắt đầu bày trận thế chờ quân địch, Thạch Phong cũng từ trong ba lô lấy ra phúc âm chi hoàng, trực tiếp dùng ra thế giới mini. Ni. Ma lực khủng bố từ 5.000 viên ma thủy tinh ngưng tụ ra rót vào phúc âm chi hoàng, thế giới đầu ảnh trực tiếp hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt khiến cho quân đoàn tử hồn đang khí thế mãnh liệt thuộc tính bị giảm mạnh thì không nói, bất kể là tốc độ phản ứng hay là thể chất đều giảm xuống trên diện rộng, khiến quân đoàn tử hồn yếu đi không chỉ một bậc. Điều này khiến người của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng đều đờ đẫn. Tuy bọn họ đã sớm được cảm nhận uy lực của phúc âm chi hoàng, nhưng lần này sau khi biến thành trợ lực, cảm giác mang tới cho người ta còn rung động hơn bởi vì quân đoàn tử hồn lúc trước còn cảm thấy là cường địch, hiện tại khiến bọn họ có một loại cảm giác có thể tùy tiện kích sát. Không thể không nói quái vật trước kia biến thành đội hữu hiện tại, cảm giác mang tới cho người ta chính là rất tin cậy. Được rồi. Lên đi. Tốc chiến tốc thắng. Thạch Phong không hồi thần mọi người hồi thần, trực tiếp hạ lệnh. Phúc âm chi hoàng không thể không nói một kiện tiểu thần khí quần chiến, nhưng tiêu hao cũng vô cùng lớn, 10 phút chính là 5.000 viên ma thủy tinh, nếu không phải linh Dược lần này đại thắng, khiến lữ điếm tự do gia tăng không ít hội viên, nhân số của Thạch Lâm thành tăng vọt, một phát có được hơn 60 vạn viên ma thủy tinh tồn kho. Cộng thêm để bồi dưỡng và đề thăng cấp bậc của mọi người, hắn đúng là không muốn tùy tiện sử dụng phúc âm chi hoàng. Theo một tiếng hạ lệnh của Thạch Phong, mọi người cũng mới phản ứng lại, ai nấy phát động kỹ năng ma pháp về phía quân đoàn tử hồn, tiến hành oanh tạc điên cuồng, bởi vì dưới tình huống thuộc tính dẫn trước lấy cứng chọi cứng chính diện mới là nhanh nhất và đơn giản nhất rầm 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 một đống kỹ năng ma pháp bậc ba đánh xuống trong nhất thời toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều trời rung đất lắc cảnh tượng giống như bị chiến đấu cơ oanh tạc vậy khiến toàn bộ địa hình đều thay đổi chỉ không đến 10 phút ngắn ngủi đã tiêu diệt tám thành quái vật tử hồn trở lên còn lại đều là tàn huyết cho dù không có phúc âm chi hoàng áp chế mọi người dựa vào ưu thế trên số lượng cũng có thể ép chế quái vật tử hồn đã suy yếu. Hơn nữa còn có thể khiến mọi người có thể chiến đấu với quái vật hoàn toàn không bị chủ thần hệ thống làm suy yếu để đề thăng thực lực. Bởi vì không bị chủ thần hệ thống làm suy yếu, sự nắm giữ đối với tử khí của những quái vật tử hồn này rất mạnh. Nếu người chơi không nghĩ biện pháp thuyên chuyển ma lực của bản thân hoặc là khống chế ma lực để chống đỡ, rất dễ bị tử khí tập kích và quấy nhiễu nghiêm trọng cho nên người chơi chiến đấu đều sẽ không ngừng lần mò biện pháp chống đỡ những tử khí này. Bình thường mà nói quá trình này rất nguy hiểm, dẫu sao bị tử khí ăn mòn nghiêm trọng sẽ tạo thành thân thể tê liệt trong thời gian ngắn, trực tiếp bị quái vật miễu sát cũng không kỳ quái, có điều cũng may người chơi ở đây có ưu thế số lượng thì không nói, bản thân quái vật cũng là tàn huyết, sức chiến đấu suy yếu một chút. Khiến hệ số nguy hiểm như được giảm xuống trên diện rộng. Mà ở đây đều là cao thủ bậc 3, Thiên Phú và trình độ chiến đấu đều không phải là người chơi bình thường có thể sánh bằng. Cho dù chỉ trải qua một đợt chiến đấu như vậy, cũng khiến sức khống chế ma lực và thân thể ma lực của mọi người có một loại lý giải và cảm ngộ mới. Cảm giác có đề thăng rõ ràng. Có điều so sánh với đề thăng cảm ngộ và trình độ chiến đấu của mọi người, điểm kinh nghiệm quái vật tử hồn mang đến mới khiến mọi người cảm thấy kinh hỉ. Đám người Kim Lão và Thanh Hồng cũng đờ đẫn. Chỉ là một đợt năm sáu trăm con quái vật tử hồn trực tiếp khiến điểm kinh nghiệm của mọi người ở đây đề thăng một đoạn bằng mắt thường có thể nhìn thấy, có cao thủ bậc 3 lại từ cấp 107 trực tiếp lên tới cấp 108, tốc độ thăng cấp cực nhanh, gấp 10 lần ngoại giới. Mà cùng điểm kinh nghiệm còn có vật phẩm rơi ra của quái vật tử hồn. Chất đầy đất. xác suất rơi ra này không chỉ cao hơn ngoại giới gấp đôi, nhất là vũ khí trang bị rơi ra, kém nhất cũng là trang bị huyền thiết cấp 115, cốt thì thậm chí còn có trang bị bí ngân cấp 115, một đợt rơi ra chính là năm sáu kiện trang bị bí ngân. Trong nhất thời khiến người của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng ở đây đều đỏ mắt. Huyền thiết cấp 115 có lẽ là bình thường, nhưng bí ngân cấp 115 chính là quý giá, thảm lên một viên bảo thạch giảm cấp, hoàn toàn có thể cho người chơi cấp 110 mặt trang bị bí ngân cấp 115, mà trang bị bí ngân cấp 115 so với trang bị tinh kim cấp 110 thì tốt hơn một chút phải biết rằng hiện tại các thế lực lớn chỉ là vì trang bị tinh kim cấp 105 đã phát cuồng rồi, bởi vì các thế lực lớn cũng không có bao nhiêu, trang bị tinh kim cấp 110 chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đợt đã năm sáu kiện, chiến đấu trước sau cũng chỉ 15 phút, 10 đợt chính là 50 60 kiện, tổng cộng cũng chính là 150 phút thu hoạch một ngày quả thực chính là con số thiên văn. Nhưng mà khi người của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng đang kinh tháng và hâm mộ hỏa vũ nhặt đồ rơi ra bước về phía thạch phong thần sắc rất kích động hội trưởng ra hàng rồi theo hỏa vũ mở miệng lấy ra một quyển thư tịch cũ nát thạch phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc không thể nào thế là ra à thạch phong nhìn thư tịch trên tay hỏa vũ trong nhất thời cũng có chút không thể tin được vào hai mắt của mình ở trong độc ách chi thành có hai vật phẩm phụ trợ bất kỳ một cái nào cũng là thứ vô cùng quý giá thậm chí cho dù là dùng vật phẩm cấp sử thi cấp 100 trở lên cũng không đổi. Mà hai vật phẩm phụ trợ này phân biệt là dược tề thất truyền thượng cổ và chiến trận ma lực. Dược tề thất truyền thượng cổ có thể giúp người chơi đẩy nhanh mở khóa thân thể ma lực và vĩnh cửu đề thăng sức nắm giữ đối với ma lực, có dược tề này phụ trợ, cho dù là người chơi bậc ba bình thường cũng có thể trong hai tháng mở khóa thân thể ma lực, mà mở khóa được thân thể ma lực, trợ giúp đối với người chơi bậc ba là không cần nói cũng biết chiến trận ma lực lại càng lợi hại hơn, bởi vì chiến trận bình thường đều khắc trên trang bị, từ trang bị khởi động ma pháp trận hình thành chiến trận, nhưng chiến trận ma lực độc ách chi thành sản xuất lực lại không phải như vậy, mà là chiến trận do người chơi chủ động học tập. Sẽ không bởi vì thay đổi trang bị mà khiến về sau không thể sử dụng nữa. Mà chiến trận ma lực ít nhất cũng từ 12 người chơi tạo thành, một khi hình thành chiến trận ma lực này, ma lực quanh người người chơi không chỉ sẽ đề thăng trên diện rộng, thuộc tính ở các phương diện đều sẽ có đề thăng toàn diện, một điểm mấu chốt nhất là có thể hình thành một tầng hộ giáp ma lực. Tầng hộ giáp ma lực này có thể đề thăng trên diện rộng kháng phép của người chơi thì không nói, cũng có sức chống đỡ cực lớn đối với sự ăn mòn của dị năng lượng, là thứ mà người chơi đoàn đội có thể dùng cả đời. Lúc này thứ hỏa vũ lấy được không phải gì khác, chính là chiến trận ma lực cực kỳ hiếm có của độc ách chi thành. Đối với điều này hỏa vũ đương nhiên cũng kích động loại chiến trận ma pháp cho người chơi học tập này đối với khu vực cấm đạo cụ mà nói quả thực chính là thần kỹ phụ trợ, mà ở bản đồ và phó bản đoàn đội cấp 100 trở lên là không thiếu cấm đạo cụ ma pháp, sự đáng quý của loại chiến trận ma lực này là không cần nói cũng biết. Đời trước các thế lực lớn vì quét chiến trận ma lực này, quét một hai tuần cũng chưa chắc có thể quét được đến, lúc này mới quét một cốc du đảng tử hồn đã rơi ra một quyển, xác suất rơi ra này quả thực quá kinh người mà theo hỏa vũ lấy ra chiến trận ma lực, đám người địa ngục cùng khiếu ở đây cũng hâm mộ không thôi. Chỉ cần gom đủ một bộ chiến trận ma lực, thực lực tổng hợp của đoàn đội tuyệt đối có thể tăng lên một bậc, nhất là đối với những đoàn đội khai hoang có vũ khí trang bị và thuộc tính chưa đạt tiêu chuẩn, cái này là trâu hơn cả rơi ra vũ khí trang bị cực phẩm cấp 115 rất nhiều. Mà đã có chiến trận ma lực, trong nhất thời cũng khiến ý chí chiến đấu của người bên linh dực lên cao, đám người hỏa vũ và khả nhạc lại bắt đầu tụ tập tới nhiều du đảng tử hồn hơn. Lúc trước hấp dẫn năm 600 con du đảng tử hồn chỉ là để thăm dò sức thừa nhận của đoàn đội, dưới sự giúp đỡ của Phúc Âm Chi Hoàng, rõ ràng giải quyết năm 600 con du đảng tử hồn là rất nhẹ nhàng, để có thể tối đại hóa lợi dụng Phúc Âm Chi Hoàng, tất nhiên phải tận hết khả năng hấp dẫn nhiều du đảng tử hồn hơn. Chỉ thấy lần này đám người hỏa vũ và khả nhạc trực tiếp hấp dẫn gần 800 con du đảng tử hồn cuồn cuộn lao về phía đoàn đội, khiến tất cả mọi người trong đoàn đội không thể không thời khắc bảo trì trạng thái toàn lực. Cứ vậy không ngừng dọn dẹp du đảng tử hồn trong rừng rậm quay chung quanh thành trì, vừa quét một cái chính là ba ngày, khiến mọi người là càng quét càng hưng phấn. Mà cấp bậc của mọi người lại đề thăng giống như phát điên, phổ biến đều đề thăng 5 cấp, đám người khả nhạc và hỏa vũ cũng đạt tới cấp 114, thạch phong lại đạt tới cấp 115, thành viên của thần linh hội và hắc ám cùng tưởng phổ biến đều đạt tới cấp 112 trở lên, đoàn đội cấp bậc này lấy ra tuyệt đối có thể hù chết người. Thiếu chút nữa khiến hắc ám cuồng tưởng và thần linh hội vĩnh viễn không muốn rời khỏi độc ách chi thành. Bởi vì ba ngày lên năm cấp quả thực thích ngất trời, nhất là đến cấp bậc này của bọn họ, năm ba ngày có thể lên một cấp đã rất lợi hại, ba ngày năm cấp nói ra sợ rằng không có ai tin. Mà đám người kim lão và thanh hồng cuối cùng cũng hiểu vì sao Thạch Phong lại tự tin có thể giúp bọn họ công đánh cổ thần chi thác như vậy. Tốc độ đề thăng thực lực và thăng cấp này quả thực là điên rồ. Người của Ác Ma Chi Tâm lấy gì ra mà độ với bọn họ? Có điều thành viên của hai công hội không biết, vì thế cũng phải trả giá bằng một lượng lớn ma thủy tinh, vốn là 60 vạn viên ma thủy tinh giờ chỉ còn lại không đến 5 vạn, đây còn là sử dụng tiết kiệm cho về sau, bằng không 60 vạn viên ma thủy tinh đã sớm bị tiêu hao hết rồi. Đương nhiên thu hoạch cũng kinh người thời gian 3 ngày trực tiếp khiến Linh vực có được hơn 700 kiện trang bị bí ngân cấp 115 và hơn 5.000 kiện trang bị huyền thiết cấp 115, chỉ là bán đi 5.000 kiện trang bị cấp huyền thiết đã thoải mái kiếm lại phí tốn rồi. Càng đừng nói còn có 87 kiện trang bị tinh kim cấp 115, đương nhiên những trang bị này là không thể bán ra, toàn bộ chỉ tiêu hóa nội bộ, cho nên Thạch Phong thảm bảo Thạch giảm cấp bậc lên cho cao thủ bậc 3 của nơi ẩn núp số 1 như bọn Thanh Sương, khiến thuộc tính của đám người thanh sương đề thăng trên diện rộng. Cao hơn cao thủ của địa ngục quân đoàn một đoạn, tiện sát người của địa ngục quân đoàn. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của minh giới đế quốc, trang bị trên người cơ hồ đều là tinh kim cấp 105, thậm chí ngay cả trang bị ám kim cấp 105 cũng có, ở trong các thế lực siêu cấp trước mắt mà nói tuyệt đối là hàng ngũ trang bị đỉnh cấp, nhưng so sánh với đám người thanh sương, trình độ trang bị trực tiếp kém 2 cấp, Đương nhiên Thạch Phong cũng không bạc đại địa ngục quân đoàn, trực tiếp giỏi một bộ phận trang bị bí ngân cấp 115 cho thành viên của địa ngục quân đoàn, cường hóa thực lực của thành viên địa ngục quân đoàn, dẫu sao hắn cũng có khế ước với minh giới đế quốc, trên vũ khí trang bị là không thể kém được. Huống chi trình độ chiến đấu của thành viên địa ngục quân đoàn đều vô cùng cao, trang bị tăng lên một bậc, chiến lực cũng có thể đề thăng rất nhiều. Mà thu hoạch vũ khí trang bị so sánh với thu hoạch khác thì căn bản không tính là gì. Bởi vì trong thời gian 3 ngày này trực tiếp khiến Thạch Phong có được tới 46 bản chiến trận ma lực thì không nói, lại rơi ra hơn 80 bình dược tề thượng cổ và hơn 100 sách kỹ năng ma pháp bậc 3, giá trị này là cao hơn tổng vũ khí trang bị. Đối với điều này Thạch Phong cũng không thách khí, trực tiếp từ trong đoàn chủ lực của Linh Dược chọn ra 46-46 toàn bộ học tập chiến trận ma lực, đồng thời để hơn 50 người đã là nhập môn cảnh giới lý uống dược tề thượng cổ, về phần hơn 20 bình dược tề thượng cổ còn lại thì để địa ngục quân đoàn tự phân phối. Đồng thời còn đưa hai bình cho hai vị cao thủ đã tiếp cận vực là thanh hồng của hắc ám cuồng tưởng và kim lão của thần linh hội. Chúng ta cũng có à. Thanh hồng nhìn dược tề thượng cổ trên tay, không nhịn được hỏi thạch phong. Loại dược tề thượng cổ này chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết giá trị cao bao nhiêu, hiện giờ là vì khai hoang nên xác suất rơi ra mới rất cao, nếu không phải khai hoang sau này muốn có được một bình sợ rằng cũng rất khó hơn nữa còn là vĩnh cửu đề thăng sức nắm giữ ma lực trợ giúp đối với người chơi là vĩnh cửu nếu đổi thành bọn họ tuyệt đối không nở đương nhiên ta đã nói sẽ đề thăng thực lực của các ngươi mà thạch phong gật đầu nếu đổi thành thành viên của công hội khác đừng nói là dược tề thượng cổ cho dù là bả thuốc cũng không cho nhưng thành viên đoàn chủ lực của địa ngục quân đoàn và hai công hội lại khác đã ký kết kế ước rồi xem như là một nửa người một nhà đáng tiếc xác suất rơi ra dược tề thượng cổ quá thấp không thể cho nhiều cho nên ưu tiên chiếu cố người trình độ chiến đấu cao mà cao thủ hai công hội có thể lấy ra cũng chỉ có thanh hồng và kim lão những người khác đều đều kém xa bằng không hắn đúng là sẽ từ bên đoàn chủ lực lấy ra một số cho hai công hội dẫu sao bọn họ mới dọn dẹp một đám tử hồn yếu nhất ngoài thành trì muốn có được mảnh vỡ của kiếm solomon là không dễ dàng như vậy mà thành viên của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, ai nấy đều lập tức trở nên hưng phấn. Dược tề thượng cổ đó. Vốn tưởng rằng bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, hiện tại có thể uống một ngụm canh, đây tuyệt đối là có thể khiến bọn họ liều mạng, thậm chí thành viên của thần linh hội và hắc ám cuồng tưởng trong nhất thời cảm giác nghe mệnh lệnh của Thạch Phong là một chuyện không tồi. Dẫu sao chỉ là một ngụm canh này cũng đủ để khiến người chơi của hắc ám đại thế giới có nghĩ cũng không dám nghĩ rồi hội trưởng, kiếm bị phong ấn mà ngươi nói ta đã tìm được trong thành trì rồi. Ngay khi mọi người đang nghỉ ngơi tại chỗ, hỏa vũ đột nhiên báo cáo. Có điều. Có điều làm sao? Thạch Phong kỳ quái nói. Mảnh vỡ của kiếm Solomon được giấu ở trong độc ách chi thành, chính xác mà nói là bị phong ấn trong độc ách chi thành, mà người chơi cũng không cần công đánh độc ách chi thành gì, chỉ cần có thể giải trừ phong ấn là tự nhiên có thể lấy được mảnh vỡ của kiếm Solomon, trong các mảnh vỡ còn lại đã xem như là mảnh dễ có được nhất rồi. Dẫu sao cái gọi là mảnh vỡ cũng chính là một kiện vũ khí sử thi cấp 100 mà thôi. Kiếm Solomon rất lợi hại, nhưng tiền đề là phải thu thập được năm mảnh vỡ mới được, đây cũng là chỗ khó, bằng không cho dù là thu thập được bốn mảnh vỡ, cũng chỉ là bốn kiện vũ khí cấp sử thi mà thôi, thậm chí cho dù người chơi lấy được cũng không biết đó là mảnh vỡ của kiếm Solomon. Có điều nơi này có một vị kiếm thánh bậc 5 và hai vị NPC bậc 4 cấp bậc không rõ thủ hộ. Sau khi Hỏa Vũ nói xong, Thạch Phong yên lặng một lúc. Tình huống gì? NPC. Còn là NPC bậc 5 và hai NPC bậc 4. Căn cứ vào tin tức hắn biết, trong Độc Ách chi thành không hề có thứ này, hoàn toàn chính là một tòa tử thành, một thành thị từ tử hồn xây dựng thành, căn bản không tồn tại vật sống. Hội trưởng, chúng ta có rút không? Hỏa Vũ hỏi. NPC bậc 4 thì cũng thôi, trước mắt dựa vào nhân số và phúc âm chi hoàng nỗ lực một chút nói không chừng vẫn có sức liều một phen, nhưng kiếm thánh bậc 5 chính là chuyện đùa, đó chính là tồn tại hoàn toàn đứng trên đỉnh phong của thần vực, cho dù là một vương quốc cũng không dám trêu chọc. Cảm sát người chơi bậc 3 là dễ dàng giống như thái thức ăn vậy. Bởi vì NPC không như quái vật, kỹ năng ma pháp và trình độ chiến đấu của quái vật đều không được tốt lắm, chỉ là thủ cao máu nhiều mà thôi, Trình độ chiến đấu của NPC nghề nghiệp bậc 5 không phải là chuyện đùa, chỉ đỏ trình độ chiến đấu đã có thể hoàn trà đạp cao thủ nhập vi, có thể phân cao thấp với cao thủ đứng đầu. Trước kia nàng không nhìn ra, hiện tại trình độ đã cao hơn rất nhiều, có thể nhìn ra rõ ràng, NPC bậc 5 từng chiêu từng thức đều giống như chiến kỹ, cộng thêm ưu thế tuyệt đối trên thuộc tính, thật sự là kích sát người chơi bậc 3 không khó hơn giết gà là bao nhiêu. Muốn đối phó NPC bậc 5 không có mấy chục cao thủ bậc bốn trang bị đến tận răng có thể nói căn bản là không có cơ hội không ngươi cứ chờ ở đó giờ ta dẫn người tới thạch phong lắc đầu mảnh vỡ của kiếm solomon có thể nói là mảnh vỡ hắn dễ có được nhất rồi đổi thành mảnh vỡ khác là ngay cả ngay cả manh mối cũng không có không xem thử đã trực tiếp từ bỏ là tuyệt đối không thể phải biết rằng mảnh vỡ của kiếm solomon trước mắt vẫn chưa có người chơi nào có được thế còn dễ tìm chỉ cần mảnh vỡ của kiếm solomon bị người chơi có được muốn có được tới tài chính là mò kim đáy bể dẫu sao mảnh vỡ của kiếm solomon là không tồn tại cảm ứng lẫn nhau nếu người chơi có được lại không nói ra ai cũng không tìm được đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vội vã thu thập mảnh vỡ kiếm solomon hiện tại vẫn rất đơn giản theo cấp bậc của người chơi càng cao đến về sau lại càng khó gom đủ đây cũng là nguyên nhân vì sao đời trước vật phẩm cấp truyền thuyết lại vô cùng ít ỏi nhất là vũ khí, thật sự quá khó tìm, đã không phải thứ dùng nhân lực có thể có được, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Đương nhiên cũng có một loại lệ, đó chính là sách cổ, sách cổ thất lạc. Có thể thông qua loại tiêu hao phẩm sách cổ này để tìm manh mối, nhưng sách cổ thất lạc cũng rất ít ỏi, có thể có được cũng phải dựa vào vận khí. Không đến hai tiếng thạch phong dẫn theo mọi người một đường dọn dẹp đến trước một tòa quảng trường nhỏ của độc ách chi thành, đài suối phun ở trung tâm quảng trường này đã khô cạn, cỏ dại xung xuê, có điều có thể nhìn thấy quan mang mỏng manh ma pháp trận trên mặt đất phát ra, mà một thanh trường kiếm màu xám cắm ở trong đó. Khiến đại địa xung quanh hóa thành một mảng tĩnh mịch chi địa. Có thể nhìn ra nếu không phải có ma pháp trận phong ấn, ảnh hưởng mà trường kiếm màu xám này mang đến sợ rằng sẽ lớn hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.